Chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu về đối tượng điều chỉnh của luật lao động. Vậy thì ta đang nghiên cứu các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động. Thì trong đó cô đang giới thiệu với các bạn là quan hệ về bồi thường thiệt hại. Vậy thì trong quan hệ về bồi thường thiệt hại thì ta đã được nghiên cứu về quan hệ bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe. Bây giờ ta nghiên cứu tiếp là cái bồi thường thiệt hại khi chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Các bạn lưu ý nha, bồi thường thiệt hại khi chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Vậy thì các chủ thể khi đã giao kết hợp đồng lao động thì ai cũng muốn duy trì quan hệ lao động. Người lao động thì muốn thực hiện công việc để đổi lấy tiền lương, thu nhập, trang trải cho bản thân và tích lũy. Còn người sử dụng lao động thì sao ạ? Muốn sử dụng sức lao động đó để làm gì ạ? Phục vụ cho sản xuất kinh doanh dịch vụ nhằm thu lợi nhuận. Như vậy, cả hai bên đều muốn duy trì quan hệ lao động. Nhưng vì lý do nào đó, có thể là về phía người lao động, có thể là về phía người sử dụng lao động, mà một trong các bên không muốn duy trì quan hệ lao động. Vậy thì pháp luật có cho họ quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hay không? Thì tới bài hợp đồng lao động chúng ta sẽ được nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này. Tuy nhiên trong phần chung này cô sẽ giới thiệu các bạn là nếu như người lao động hoặc là người sử dụng lao động mà đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì phát sinh cái quan hệ về bồi thường thiệt hại. Vậy thì hiểu thế nào là trái pháp luật? Theo quy định của pháp luật lao động, người lao động được thực hiện cái quyền đơn phương của mình theo điều 37 của bộ luật và người sử dụng lao động được thực hiện cái quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của mình theo điều 38. Vậy thì nếu các chủ thể này đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái với điều 37 đối với người lao động và đối với người sử dụng lao động thì trái với điều 38 thì có nghĩa là họ đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Và khi đã trái pháp luật thì trách nhiệm của họ là phải gì ạ? Nghĩa vụ của họ là gì ạ? Phải bồi thường. Vậy thì tùy từng trường hợp cụ thể mà người lao động hoặc người sử dụng lao động sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Và cơ sở pháp lý quy định cái việc bồi thường đó là điều 42 và điều 43 của Bộ luật Lao động. Vậy thì đấy là những quy định chung. Bây giờ cô sẽ lấy ví dụ cụ thể để các bạn hình dung được cái việc bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật như thế nào. Thì mời các bạn hãy nhìn lên bảng. Chị Hà cái hợp đồng lao động không xác định thời hạn với doanh nghiệp X. Và hợp đồng này nó có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2001. Ngày 1 tháng 1 năm 2016, chị nghỉ việc có báo trước 30 ngày. Theo quy định tại khoản 3 điều 37 của Bộ luật Lao động, nếu người lao động muốn chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật thì họ phải báo trước những 45 ngày. Như vậy trong trường hợp này, chị Hà đã vi phạm thời hạn báo trước 15 ngày. Vậy thì hậu quả là sao ạ? Theo điều 43 của Bộ luật Lao động thì chị Hà không những không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu có và chị còn phải bồi thường cho người sử dụng lao động một nửa tháng tiền lương, 1/2 tháng tiền lương theo hợp đồng. Ngoài ra, chị còn phải bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước. Như vậy, chị chưa thực hiện đủ nghĩa vụ báo trước. Bao nhiêu ngày ạ? 15 ngày. Như vậy, cô lấy một cái ví dụ để các bạn hiểu được là gì ạ? Thế nào là đơn phương trái luật? Và đã trái luật thì phải bồi thường như thế nào? Cô lấy ví dụ thứ hai để các bạn hiểu nhé. Như vậy, ví dụ thứ nhất là cô lấy ví dụ về người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Bây giờ cô lấy ví dụ thứ hai, các bạn chú ý nha. Anh Hải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với doanh nghiệp X. Hợp đồng có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2013, ngày 1 tháng 2 năm 2016. Doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với anh Hải vì lý do anh bị tai nạn giao thông, đã điều trị liên tục 6 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục và có báo trước cho anh 50 ngày. Như vậy trong trường hợp này, lý do mà doanh nghiệp đưa ra chấm dứt hợp đồng lao động với anh là gì ạ? Do anh bị tai nạn giao thông điều trị đã 6 tháng liên tục mà khả năng lao động chưa hồi phục. Và cái nghĩa vụ báo trước doanh nghiệp là doanh nghiệp đã báo 50 ngày. Vậy thì trong tình huống trên,
ta sẽ xác định rằng doanh nghiệp ở đây chấm dứt hợp đồng lao động với anh Hải có đúng pháp luật hay không. Vậy thì theo quy định hiện hành, cụ thể là trong điều 38 của Bộ luật Lao động, thì ta thấy là doanh nghiệp trong trường hợp trên đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với anh Hải. Cụ thể là trong điểm B khoản 1 điều 38 của Bộ luật Lao động quy định là gì ạ? Nếu anh Hải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn mà có lý do ốm đau thì phải điều trị liên tục những 12 tháng liền mà khả năng lao động chưa hồi phục, khi đó doanh nghiệp mới được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với anh. Ở đây anh mới điều trị có 6 tháng. Như vậy, người sử dụng lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với anh Hải. Vậy thì trái pháp luật thì doanh nghiệp phải làm gì ạ? Bồi thường. Vậy thì doanh nghiệp phải nhận anh Hải trở lại làm việc và phải trả tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày anh Hải không được làm việc, cộng với ít nhất là 2 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Cơ sở pháp lý là điều 42 của Bộ luật Lao động. Như vậy, qua hai ví dụ nêu trên thì ta thấy là pháp luật quy định nếu người lao động hoặc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì các chủ thể đó phải bồi thường. Và cơ sở pháp lý cụ thể được quy định trong điều 42 và điều 43 của Bộ luật Lao động. Bây giờ cô giới thiệu tiếp sang quan hệ về giải quyết tranh chấp lao động và đình công. Vậy thì tranh chấp lao động xảy ra là không thể tránh khỏi. Vậy thì pháp luật phải quy định về vấn đề tranh chấp lao động như thế nào để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể. Ở đây ta thấy là tranh chấp lao động xảy ra có thể là tranh chấp lao động cá nhân, tức là tranh chấp xảy ra giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tranh chấp lao động xảy ra ở đây cũng có thể là tranh chấp giữa tập thể lao động, mà ai đại diện cho họ ạ? Công đoàn. Công đoàn đây có thể là công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên công đoàn cơ sở. Với ai ạ? Với người sử dụng lao động. Và tranh chấp lao động tập thể về lợi ích lên tới đỉnh cao có thể dẫn tới đình công. Quá trình giải quyết các tranh chấp lao động làm phát sinh mối quan hệ giữa các bên tranh chấp với các cơ quan tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đó. Vậy thì luật lao động sẽ điều chỉnh cái quan hệ này. Vậy thì các cơ quan tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động được Bộ luật Lao động quy định như thế nào? Vậy thì trước tiên là đối với tranh chấp lao động cá nhân. Đây là tranh chấp thường xảy ra trong quá trình lao động. Này, vậy thì tranh chấp lao động cá nhân xảy ra có thể là về lĩnh vực, chẳng hạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, hay là có thể là xử lý kỷ luật với hình thức sa thải, hay có thể xảy ra trong cái lĩnh vực về tiền lương. Này, thì cái tranh chấp lao động cá nhân nó thường xảy ra. Vậy thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật Lao động gồm những cá nhân cũng như cơ quan nào? Vậy thì theo quy định tại điều 200 của Bộ luật Lao động thì khi có tranh chấp lao động cá nhân, cơ quan có thẩm quyền giải quyết đó là hòa giải viên lao động và thứ hai là tòa án nhân dân. Trình tự thủ tục về giải quyết tranh chấp lao động ta sẽ được nghiên cứu sâu hơn trong chương về tranh chấp lao động. Ở đây trong phần chung, cô muốn các bạn lưu ý là cái quan hệ về giải quyết tranh chấp này được Bộ luật Lao động điều chỉnh. Không chỉ có tranh chấp lao động cá nhân là tranh chấp thường xảy ra trong quan hệ lao động, mà còn có tranh chấp lao động tập thể. Vậy thì đây là tranh chấp xảy ra giữa tập thể lao động, mà tập thể lao động pháp luật quy định đại diện duy nhất của họ là công đoàn. Công đoàn có thể là công đoàn cơ sở hoặc công đoàn lâm thời với người sử dụng lao động. Trong cái tranh chấp lao động tập thể, pháp luật lại quy định là có tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. Vậy thì tới chương tranh chấp lao động, các bạn sẽ được nghiên cứu cụ thể thế nào là tranh chấp về quyền, thế nào là tranh chấp về lợi ích. Ở đây cô muốn lưu ý các bạn rằng quan hệ này do luật lao động điều chỉnh.
Đã. Và đối với tranh chấp lao động tập thể về quyền thì pháp luật quy định cái cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đó là thứ nhất vẫn là hòa giải viên lao động. Như vậy hòa giải viên lao động là gì ạ? Giải quyết cả tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể. Sau hòa giải viên lao động đến chủ tịch ủy ban nhân dân cấp quận huyện và sau đó mới đến tòa án nhân dân theo khoản 1 điều 203 của Bộ luật Lao động. Khi mà tranh chấp lao động tập thể về lợi ích xảy ra thì pháp luật quy định cơ quan tổ chức nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Vậy thì cũng tại khoản 2 điều 203 của Bộ luật Lao động thì pháp luật quy định là gì ạ? Cũng là hòa giải viên lao động. Sau đó đến hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh. Như vậy, đối với tranh chấp lao động tập thể về quyền thì ta thấy là gì ạ? Hòa giải viên lao động, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp quận huyện rồi tới tòa án nhân dân. Còn tranh chấp lao động tập thể về lợi ích thì pháp luật quy định là gì ạ? Hòa giải viên lao động và hội đồng trọng tài lao động. Như vậy giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích thì ta thấy là gì ạ? Không có tòa án nhân dân. Vậy thì luật lao động điều chỉnh quan hệ này nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể, đặc biệt là gì ạ? Người lao động và tập thể lao động. Tại sao tôi lại nói là đặc biệt? Là về phía người lao động, tập thể lao động. Bởi vì hầu như các cái tranh chấp xảy ra lỗi thường về phía người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có thể do nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là họ muốn có nhiều lợi nhuận, cho nên có thể cắt xén các chế độ của người lao động, kể cả những chế độ đã được Bộ luật Lao động quy định, đã được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động, hoặc có thể là trong thỏa ước lao động tập thể hay là nội quy quy chế của doanh nghiệp, cho nên là tranh chấp phát sinh. Như vậy, giải quyết tranh chấp lao động tập thể nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể và đặc biệt là về phía người lao động, tập thể lao động. Vậy thì trong cái quan hệ này, ta còn lưu ý về vấn đề đình công. Đình công là quyền của người lao động, là đỉnh cao của tranh chấp lao động tập thể về lợi ích và là hậu quả của việc giải quyết không thành loại tranh chấp lao động tập thể này. Vậy thì khi người lao động thực hiện cái quyền đình công của mình thì ở đây ta thấy là việc đình công chỉ được tiến hành đối với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. Và sau thời hạn 5 ngày kể từ ngày hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải thành mà một trong các bên không thực hiện những thỏa thuận đã đạt được. Hoặc là nếu như mà hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải không thành thì sau 3 ngày tập thể lao động mới có quyền tiến hành các cái thủ tục để đình công. Vậy thì đình công phải do ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc tổ chức công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở, nếu như nơi đó chưa có công đoàn cơ sở thì tổ chức công đoàn sẽ tổ chức và lãnh đạo đình công theo trình tự thủ tục luật định. Như vậy khi phát sinh đình công thì ta thấy xuất hiện quan hệ giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động này, tập thể lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương và tập thể lao động người sử dụng lao động với tòa án nhân dân có thẩm quyền. Vậy thì các bạn cũng lưu ý ở đây là theo yêu cầu của tập thể lao động hoặc cả có thể cả là người sử dụng lao động thì tòa án nhân dân cấp tỉnh thành phố sẽ xem xét tính hợp pháp của cuộc đình công và tòa án nhân dân tối cao có quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công do tòa án nhân dân cấp tỉnh thành phố quyết định. Vậy thì trường hợp tòa án nhân dân kết luận cuộc đình công là trái pháp luật thì tập thể lao động phải làm gì ạ? Ngừng ngay đình công và trở lại làm việc. Và trong trường hợp đình công là hợp pháp thì người sử dụng lao động cũng phải bồi thường cho người lao động tham gia đình công. Và vấn đề này ta sẽ được nghiên cứu cụ thể hơn trong chương tranh chấp lao động và đình công. Trong cái quan hệ về giải quyết tranh chấp lao động và đình công thì ta phải lưu ý là vấn đề tranh chấp lao động và đình công có thể xảy ra trong quá trình lao động là không thể tránh khỏi. Và cái tranh chấp lao động ở đây có thể là tranh chấp lao động cá nhân, có thể là tranh chấp lao động tập thể. Và tranh chấp lao động tập thể về quyền lên tới đỉnh cao có thể dẫn tới
đình công. Và pháp luật quy định cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân cũng như tranh chấp lao động tập thể, cũng như là giải cơ quan giải quyết cuộc đình công. Bây giờ cô giới thiệu tiếp với các bạn về quan hệ về quản lý nhà nước về lao động. Trong bộ luật lao động ta cũng thấy có chương là gì ạ? Quản lý nhà nước về lao động, thanh tra nhà nước về lao động. Vậy thì trong cơ chế thị trường, nhà nước có bỏ lửng cho các bên tự do thiết lập quan hệ lao động hay không? Trách nhiệm của nhà nước ở đây như thế nào? Để thứ nhất là bảo vệ người lao động, thứ hai là tạo điều kiện cho thị trường lao động vận động và phát triển. Như vậy, trong bộ luật lao động của ta có quy định về quản lý nhà nước về lao động. Ta thấy thể hiện ở đây là gì ạ? Đó là cái quan hệ giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với người sử dụng lao động trong lĩnh vực chấp hành những quy định của nhà nước về sử dụng lao động. Vậy thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở đây theo quy định của bộ luật lao động là những cơ quan nào? Theo quy định của bộ luật lao động quy định cho là chính phủ thống nhất quản lý lao động trong phạm vi toàn quốc. Và Bộ Lao động Thương binh Xã hội có trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lao động. Và Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về lao động trong phạm vi địa phương mình. Vậy thì luật lao động điều chỉnh quan hệ này bằng cách nào? Bằng cách là gì ạ? Quy định nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan quản lý và thanh tra nhà nước về lao động. Cụ thể là về thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện thanh tra hành chính cũng như là thanh tra chuyên ngành, phòng chống tham nhũng thuộc lĩnh vực lao động thương binh xã hội trong phạm vi cả nước. Vậy thì đối với các sở lao động thì sao? Thì ta thấy là thanh tra sở lao động thương binh xã hội ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là cơ quan thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội có nhiệm vụ giúp giám đốc sở tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, rồi giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định pháp luật. Cụ thể hơn là các bạn sẽ được nghiên cứu trong cái Nghị định số 39 năm 2013 về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành lao động thương binh xã hội, thì ta sẽ được nghiên cứu cụ thể hơn. Vậy thì nội dung của việc quản lý, thanh tra cũng như các cái hình thức, mức độ xử phạt các vi phạm pháp luật lao động. Trong Nghị định 95 CP của Chính phủ quy định về việc là cơ quan quản lý nhà nước về lao động, đó là thanh tra lao động, có quyền xử phạt, rồi cái mức độ xử phạt đối với các cái hành vi vi phạm. Chẳng hạn như là vi phạm quy định về dịch vụ việc làm. Chẳng hạn như các bạn thấy các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm hay là các tổ chức dịch vụ việc làm và mà vi phạm những cái thỏa thuận đối với người đến tìm việc làm, ví dụ là nhận lệ phí của họ rồi sau đó không giới thiệu việc làm cho người lao động. Và trong thực tế có những trường hợp là các đơn vị này đã lừa người lao động. Thì tùy từng trường hợp cụ thể, tùy từng hành vi cụ thể để Nghị định 95 CP của Chính phủ quy định về mức xử phạt. Thì cô lấy ví dụ chẳng hạn như trong Nghị định 95 có quy định là vi phạm quy định về dịch vụ việc làm thì phạt 40 đến 60 triệu đồng đối với hành vi là hoạt động dịch vụ việc làm mà không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn. Hay cô có thể lấy ví dụ nữa là vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động thì phạt 20 đến 25 triệu đối với hành vi giữ bản chính, giấy tờ tùy thân, văn bằng chứng chỉ của người lao động. Khi mình đi tìm việc làm, pháp luật quy định là gì ạ? Người sử dụng lao động không được giữ giấy tờ tùy thân của người lao động bằng bản chính. Vậy thì nếu như người sử dụng lao động vi phạm đó thì theo Nghị định 95 họ có thể xử phạt từ 20 đến 25 triệu. Hay là thử việc chẳng hạn, có thể là bị xử phạt từ 2 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi như thế nào? Thử việc quá thời gian quy định. Các bạn đã nghiên cứu về cái chế độ thử việc á, thì ta thấy là đối với những công việc có trình độ từ cao đẳng trở lên, người sử dụng lao động chỉ được thử việc không quá 60 ngày. Nếu họ cứ cố tình kéo dài thử việc để bóc lột sức lao động của người thử việc. Vì sao ạ? Vì khi thử việc, người
người thử việc đó chỉ được hưởng 85% tiền lương. Vậy thì người sử dụng lao động kéo dài thời gian thử việc có nghĩa là đã vi phạm quy định này. Vân vân, chúng ta có thể nghiên cứu ở trong cái nghị định 95 CP của chính phủ, đặc biệt là vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Đây là cái hành vi mà người sử dụng lao động khi vi phạm có thể dẫn tới hậu quả đau lòng, đó là tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể xảy ra. Vì thế là pháp luật lao động quy định về cái mức xử phạt cũng như là các cái hành vi vi phạm. Chẳng hạn cô lấy ví dụ là phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với hành vi không đảm bảo điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với nhà xưởng theo quy định. Thì trong nghị định 95 CP của chính phủ ngày 22 tháng 9 năm 2013 quy định rất rõ ràng cụ thể các cái hành vi mà người sử dụng lao động có thể mắc phải, và tương ứng với hành vi đó thì họ sẽ bị xử phạt với mức tiền nhất định. Như vậy ta đã nghiên cứu xong các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động. Trong mục các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động thì các bạn sẽ lưu ý vấn đề nào, những vấn đề chính. Trong các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động ở đây thì ta đã được giới thiệu, thứ nhất là quan hệ gì ạ? Về việc làm và học nghề. Quan hệ thứ hai là quan hệ gì ạ? Quan hệ về bảo hiểm xã hội. Quan hệ thứ ba là gì ạ? Quan hệ về bồi thường thiệt hại. Và quan hệ thứ tư là quan hệ gì ạ? Quan hệ về giải quyết tranh chấp lao động và đình công. Quan hệ cuối cùng là gì ạ? Quan hệ về quản lý nhà nước về lao động. Đó. Như vậy khi nghiên cứu về đối tượng điều chỉnh của luật lao động theo điều 1 của Bộ Luật Lao Động thì các bạn nên lưu ý rằng Bộ Luật Lao Động điều chỉnh quan hệ lao động, thứ nhất là quan hệ lao động cá nhân, thứ hai là quan hệ lao động tập thể, và thứ ba là các quan hệ khác liên quan trực tiếp với quan hệ lao động. Như vậy trong cái tiết thứ 5 này thì các bạn đã được nghiên cứu những cái quy định trên của pháp luật, và ta cũng lưu ý là đây trong phần chung, cho nên rằng cô sẽ giới thiệu cho các bạn những cái ví dụ cơ bản nhất để ta hiểu về đối tượng điều chỉnh của luật lao động, và tới mỗi chương cụ thể chúng ta sẽ được nghiên cứu sâu hơn về từng lĩnh vực. Bây giờ cô sẽ hỏi các em một số câu hỏi để xem rằng ta đã nắm được những quy định của pháp luật trong phần cô vừa trình bày như thế nào. Vậy thì mục đích của việc pháp luật quy định về giải quyết tranh chấp lao động và đình công. Rồi cô mời bạn. Thưa cô, mục đích của việc luật lao động quy định quan hệ về giải quyết tranh chấp lao động nhằm mục đích đó là để bảo vệ người lao động và đồng thời cũng bảo vệ người sử dụng lao động, để cho cái quan hệ lao động được bình ổn, ổn định và mang tính lâu dài. Rồi, cảm ơn bạn. Bây giờ cô hỏi tiếp một câu nữa nha. Cô hỏi rằng là vậy bạn hãy nêu cho cô là cái đối tượng điều chỉnh của luật lao động bao gồm những cái quan hệ nào. Cô mời bạn. Thưa cô, là em xin trả lời câu hỏi của cô là luật lao động thì điều chỉnh bao ra quan hệ. Thứ nhất là quan hệ lao động cá nhân, thứ hai là quan hệ lao động tập thể, và thứ ba là các quan hệ xã hội tác động liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn trả lời tương đối đầy đủ. Như vậy ta đã kết thúc cái tiết học thứ 5, và tôi sẽ lại gặp lại các bạn tiếp tục trong cái chương 1 của pháp luật lao động.